Sáng ngày 20 tháng 5, Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam Vikings tổ chức buổi hội ngộ lần thứ 52 tại thành phố Hồ Chí Minh. Ban tổ chức cho biết vượt qua 500 đối tác tại Việt Nam, Vikings và Uskings tổ chức kỷ lục Mỹ sẽ mời nhóm nhạc Blackpink Hàn Quốc đến biểu diễn tại Hà Nội, dự kiến ngày 16 tháng 3 năm 2024. Trả lời Tuổi Trẻ Online về thông tin này, Vikings cho biết họ chưa thể tiết lộ thêm thông tin chi tiết vì đầu mối mời Blackpink về Việt Nam là tổ chức kỷ lục Mỹ. Blackpink gần đây rất nổi tiếng tại Mỹ, Việt Nam cũng như nhiều quốc gia trên thế giới. Nhóm được một số tờ báo lớn ca ngợi là nhóm nhạc nữ hàng đầu thế giới hiện nay. Blackpink gồm 4 thành viên: Jisoo, Jennie, Rose và Lisa. Năm 2022, nhóm vừa ra mắt album mới Born Pink, có chuyến lưu diễn quảng bá khắp thế giới và thăng hạng danh tiếng vượt bậc. Blackpink hiện là một trong những cái tên dẫn đầu làn sóng Hàn. Tại Việt Nam, nhóm nhạc này cũng rất được ưa chuộng. Không chỉ nổi tiếng về âm nhạc, Blackpink còn là đại diện của hàng loạt thương hiệu thời trang quen thuộc với giới trẻ.